Đóng quân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, 45 năm qua, tiểu đoàn radar 551 vùng 5 Hải quân đã thực hiện tốt tiêu chí nhanh, xa, đúng đủ, chính xác, kịp thời, an toàn, bí mật trong nhiệm vụ quan sát, phát hiện, quản lý các mục tiêu trên không, trên biển. Phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng để nắm chắc tình hình trên biển, báo cáo kịp thời với sở chỉ huy các cấp, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của vùng 5 Hải quân. Vùng biển tương đối rộng, được bao quanh bởi nhiều quốc gia láng giềng, có tuyến đường hàng hải quốc tế đi qua, lưu lượng và mật độ tàu thuyền của ngư dân hoạt động nhiều. Đó là đặc trưng của vùng biển Tây Nam mà các đài trạm radar của tiểu đoàn 551 được phân công quản lý. Trong lễ chào cờ đầu tuần ở vùng biển đảo xa bờ, cán bộ chiến sĩ các trạm radar luôn khắc ghi lời thề với Tổ quốc, với nhân dân, dù khó khăn đến mấy cũng luôn chủ động, trách nhiệm trong mọi phiên ca. Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn đồng, vào sống ra chết cũng không nản chí, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin đời! Xin đời! Trạm cũng đã thúc đẩy cái tinh thần tự học tập của từng cán bộ chiến sĩ, ngoài ra phát động thi đua trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Ngoài cái thời gian huấn luyện lý thuyết thì đơn vị chú trọng huấn luyện thực hành để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ của trắc thủ. Thứ hai là đơn vị đã tiến hành là duy trì nghiêm cái nền nếp trực từ trực chỉ huy đến trực chuyên môn, thường xuyên kiểm tra cùng bộ đội phán đoán quyết định mục tiêu. Xác định huấn luyện cũng là quá trình truyền thụ kinh nghiệm thực tế. Các đồng chí từng gắn bó lâu năm với đơn vị luôn chú trọng hướng dẫn trắc thủ mới về từng thao tác nhỏ để làm chủ khí tài, quản lý chặt chẽ mọi mục tiêu. Chúng tôi phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, khai thác, vận hành và thực hiện tốt các cái quy trình để làm sao bảo đảm thực hiện tốt được cái nhiệm vụ được ra, trang bị khí tài luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Những năm gần đây, các đài trạm radar hải quân, trong đó có tiểu đoàn 551, được quan tâm đầu tư xây dựng doanh trại mới, cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật ngày càng khang trang hơn. Khắc phục khó khăn, đoàn kết chặt chẽ các lực lượng, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó trọng tâm là tổ chức quan sát, phát hiện kịp thời các tình hình mục tiêu trên biển, trên không và tình địa bàn, khu vực đóng quân về giải quyết cấp trên, xử trí các tình huống theo đúng quy định, nâng cao khả năng thao tác, khai thác, sử dụng các khí tài hiện có và mới được trang bị. Dù đóng quân độc lập phân tán trong điều kiện núi cao đảo xa, nhưng người chiến sĩ radar hải quân trên vùng biển Tây Nam luôn phát huy tinh thần linh hoạt, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn gian khổ trong huấn luyện sinh hoạt, với mục tiêu cao nhất là giữ vững sự tinh tưởng sắc bén của những con mắt thần, góp phần quan trọng để bảo vệ chủ quyền biển đảo trên vùng biển được phân công.